Rồi em xin chào anh em, chào các bác nhé. Thì hôm nay cái giọng em nó nặng dữ à, khàn dữ đây, nói chuyện chắc anh em mình cũng không rõ, thông cảm em nha. À, thì em tiếp tục hôm nay là em làm chi tiết hình ảnh ruột gan cũng như máy san xui 737LX tra cho bác khách ha. Vừa chuyển cọc cho em rồi, bây giờ em sẽ làm chi tiết để bác chuyển đủ luôn này. Thì cũng như em đã thông báo thì máy nào đẹp là em sẽ báo đẹp, còn máy nào có cái gì là em báo, ví dụ như là con này em kiểm tra sơ bộ là em báo ngay anh em nha. Thì trong cái clip lúc chiều khoảng 6 giờ mấy 7 giờ em đăng đấy, thì có gần như là được ba sản phẩm anh em yêu mến ha. Đôi loa CBL12 có chủ này, con Denon 2004 La Mã đã có chủ, và con 707LX tra. Thì em sẽ làm con LX tra trước cho bác chủ nha, vì nó tuyệt đẹp rồi. Đây là mặt mũi em nói nha. Thì nó chá cái này anh em nha. Quay cái mặt gương này nó khó quay lắm, thì nó sáng quá, nó bóng quá đó anh em. Em phải làm mờ lại tí nha. Đây em thấy nha, không có trầy xước, không có cấn mớp vậy anh em nha. Len can chữ niết còn rõ bân nha. Nút là không có bị trầy luôn nè, bóng lừ luôn nè, đó đẹp lắm. Nói chung là đẹp, làm bao đẹp nghe nghe ha. Rồi em sẽ đi xung quanh. Cái điểm nhấn trước tiên chúng ta là phải nhìn vào mấy con ốc này, nó còn mới ken luôn nè, mấy con ốc còn tuyệt vời luôn ha. Sáng giới nè, sexy còn trắng phao đây nè em nha. Rồi em đi vòng quanh nha. Rồi anh em thấy đây, bác khách thấy, bác chủ thấy cái máy của mình nha, những cái con ốc, những cái chân nè, nó còn chưa có bị cái lâu năm á, cái bụi nó bám xanh, con này chưa có luôn này. Ốc cái đặc biệt con ốc này là con ốc đầu tiên sẽ xét trước mà nó chưa có xét nè. Những con máy thường thường về là hơi nó hơi ẩn thôi, còn con này là còn trắng luôn á, là nó độ mới còn rất là mới nha. Đó các bác thấy không, đẹp rạng ngời luôn đây ha, rất đẹp nha. Rồi 330W nha, điện 100V này, cái dòng này là mắc in da băng đấy nè, đây tiếng Nhật nha. Đó đánh hai cầu AB và cùng B 4-16 ôm cho anh em chơi series của bác luôn nhé. 27391 nha, 27391 có một con duy nhất thôi. Đó, máy rất đẹp đây. Đây là cọng dây huyền thoại, anh em biết cọng dây gì không? Đó là cọng dây công tắc nguồn đấy, cọng dây công tắc nguồn này. Nói chuyện tới công tắc nguồn này thôi chứ không là cái gì cả. Đây là cầu chì. Đó, đây là phần sơ bộ. Còn đây là cái nắp rin của nó là không có mớp, không có cấn gì hết anh em nhé. Không mớp, không cấn, hồi gỗ không mẻ, không bể, đầy đủ nút bọng nha. Đây rồi tới cái phần bên trong máy nha. Đây hai cái cục này thôi, nó còn trắng phao nè, nó chưa có bị đen luôn nha. Rồi rất đẹp nha, hai tụ nè còn ok luôn nè. Hai rất đẹp. Còn cái nhăn nhăn này là cái tem anh em, đây cho anh em, cái tem bị khô keo nó lên thôi chứ không có gì nha. Cái nào có sao bảo vệ, anh em thấy cái lớp tem này. Rồi cái này muốn đẹp em sẽ làm đẹp luôn, còn không thôi để nguyên, để cái keo nó bong lên thôi, mình cứ để nguyên không ảnh hưởng gì chất âm, không ảnh hưởng gì tới máy cả. Đó đẹp, rất đẹp luôn nha. Đấy xôi còn nguyên hết nha. Có nhiều con về nó khô cái tem, nó tróc nó bay luôn cái tem của cái chữ xanh xui luôn, nó còn lại cái miếng còn tóc phô thôi. Đó không có tem xét hết nha các bác nha, rất đẹp. Nhìn cái dàn chân này anh em biết là cái máy nó cũ hay mới này, anh em cứ nhìn cái dàn chân này cho em. Đó rất đẹp. Đó vậy thôi, còn máy cũ là mấy con ốc này nó sẽ xuống này, nó xài rồi nó sẽ xuống này, xuống rất là nhiều. Đó, còn máy bãi đây, đút bãi cho anh em rồi nhé. Rồi và em cũng ráp lại luôn, test chất âm luôn để cho nó hoạt động hoàn hảo trước khi bác khách chuyển tiền đủ cho em nha. Rồi anh em chờ em trong giây lát. Rồi anh em nha, thì giờ em nó được ráp lại này, anh em xem này. Còn bóng người luôn nha, từ nắp lưng tới ốc rất đẹp. Thì em test chung nó với tạm thời em test nó với đôi loa JBL L112 em nha. Tiếng nó cũng khá là ok, nếu anh em có nhu cầu muốn ghép những cái dòng loa JBL như thế này anh em vẫn ghép tốt được. Không nhất thiết là phải lắc men hay là Akufay. Anh em cảm thấy là cái chất âm nó hợp tai mình thì nó là hay, còn anh em nào mà cho không hợp thì nó là không hay thôi ha. Nó là như vậy, trong âm thanh chơi audio của mình có nó rất là nhiều cái mà gọi là nó khác cái chỗ đó. Rồi thì em cũng chỉ luôn các cái phím chức năng em hay đi hát lại á, tại vì anh em hay đấu nói vào anh em, ủa sao nó không hát. Anh em xem giúp em nha. Thì phía sau mình cắm cái cổng đường CD, thì phía trước mình chọn cái nút CD cho sáng đèn. Cái hàng thứ hai là nút sột phải sáng đèn nha,
chừng nào chúng ta cắm táp thì ta mới không sáng thôi, còn chấm hàng trên thì sột nó phải ra nha. Rồi cái nút nữa là cái nút protect này mà nó sáng là nó cũng không có ra âm này, nút mút tên nó sáng nó cũng im lặng này. Rồi ba cái chốt, ba cái nút chỗ này hàng chính giữa, chính giữa. Riêng cái sụt direct ha, sụt direct tao phải chuyển qua ốp nha, chuyển qua ốp thì mới chỉnh được ba trép bên đây, còn anh em mà để direct là nó không tác dụng. Rồi bên đây thì low nét này, tông tông để chỉnh vô này, phải tông với sáng ha. Rồi loa A cùng B nó đơn giản vậy thôi, thì em nhắc nhiều rồi, bây giờ em nhắc lại sơ bộ thôi. Đấy, đấy rồi em mời anh em nghe thử đoạn rumba nha. Đây rất ok anh em nha. Nè, cánh trái cánh phải nè. Volume không có bị rọt rẹt nha. Volume nè. Rồi em tắt nhạc cái em giảm volume nhờ cho anh em nghe đó. Đấy. Không có rọt rẹt nha. Đây bác khách nha. Nè, volume đang mở bình thường nha. Nè, để nè, mở nhạc lại nha, mở nhỏ xíu nha, để nó lớn. Đấy. Đấy, rồi.
Tới đây thì em xin kết thúc nha. Là con bác ghi của bác khách nha. Rồi xin chào anh em, thì tiếp tục em sẽ làm clip cho các sản phẩm khác anh em nha. Rồi xin cảm ơn anh em.